Vậy thì đầu tiên, để nói về nhân vật A Phủ, chúng ta có thể nhắc lại với nhau một vài những cái kiến thức, những cái thông tin cơ bản về nhân vật này, cả ở cái phần chữ nhỏ và cả ở phần chữ to mà chúng ta được tìm hiểu. Ở phần chữ nhỏ thì sẽ có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là cái đoạn nói về cái gọi là cái cuộc đánh nhau giữa A Phủ và A Sử. Còn cái đoạn chữ nhỏ thứ hai là nói một chút về cái quá khứ và cái câu chuyện của A Phủ. Chúng ta chỉ nhặt ý từ những cái đoạn đấy thôi. Bởi vì thực ra đoạn chữ nhỏ không phải là đoạn trọng tâm. Người ta cung cấp thêm để các bạn hiểu về nhân vật và hiểu về câu chuyện. Chứ nếu mà thi thì người ta sẽ không thi vào những cái đoạn chữ nhỏ đấy nhé. Vậy thì đầu tiên với nhân vật A Phủ, chúng ta sẽ nhớ một vài các cái thông tin cơ bản về nhân vật trước đã các bạn nhé. Đó là các yếu tố liên quan tới hoàn cảnh của nhân vật này. Về hoàn cảnh của nhân vật thì chúng ta có thể nhớ được một vài những thông tin chúng ta nhặt ra được từ các cái đoạn chữ nhỏ cung cấp cho chúng ta về nhân vật. Thứ nhất, đấy là A Phủ là một đứa trẻ mồ côi. Các bạn có thể thấy rằng là cái hoàn cảnh của nhân vật ấy, nó cũng sẽ tác động khá nhiều tới cái việc đấy là nhân vật sẽ có cái tính cách như thế nào, nhân vật sẽ có cái suy nghĩ như thế nào, nhân vật sẽ có cái xu hướng hành động như thế nào, đúng không? Bởi vì các bạn sẽ thấy là cái hoàn cảnh, mặc dù là chúng ta sẽ tự làm chủ cuộc sống của chúng ta là chính, nhưng cái hoàn cảnh nó cũng phần nào tác động tới việc là các bạn sẽ trở thành ai và các bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Vậy thì ví dụ như với hoàn cảnh của A Phủ là một đứa trẻ mồ côi, thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ có những cái sự dự đoán ban đầu với nhân vật này. Đấy là gì vậy? Đấy là A Phủ là một đứa trẻ thiếu thốn ngay từ khi còn thơ bé. Một người thiếu thốn. Và thiếu thốn ở đây không, mình chưa nói tới cái yếu tố là thiếu thốn về vật chất, mà mình nhấn mạnh tới cái điều đó là gì vậy? Đó là A Phủ thiếu thốn về tinh thần, thiếu thốn về tình thương. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những đứa trẻ mồ côi có nghĩa là sẽ không có cha, không có mẹ, không có một mái ấm gia đình, không có một cái điểm tựa tinh thần vô cùng vững chắc. Chúng ta có cha, có mẹ, có gia đình, đấy là một điều cực kỳ may mắn. Và cô tin rằng đấy là một trong những cái tài sản lớn nhất của chúng ta. Vì thế nên là gì? Là cái hoàn cảnh này của nhân vật chắc hẳn là cũng khiến cho chúng ta phần nào dự đoán về con người của nhân vật. Cái thứ hai nữa, đấy là A Phủ mặc dù là một đứa trẻ mồ côi và không có gia đình, nhưng có một cái may mắn của nhân vật này mà như các bạn đã đọc trong cái phần chữ nhỏ, đó chính là nhân vật nhận được cái sự che chở từ những người ở trong dân làng. Nhận được tình yêu thương, sự chở che bao bọc của những người dân làng. Đây là một trong những lý do mà chúng ta sẽ thấy rằng là A Phủ sẽ có những cái hành động để bảo vệ ngôi làng của mình. Bởi vì đối với A Phủ ấy, họ là những người thân yêu nhất. Sẵn sàng bảo vệ ngôi làng của mình. Bởi đó là những người thân yêu nhất. Các bạn sẽ thấy rằng là cái chi tiết mà nhận được cái sự chở che và lớn lên trong tình yêu thương của dân làng ấy, nó sẽ khá là tương đồng với một nhân vật mà hiện tại thì chúng ta cũng không đọc, không học câu chuyện đấy nữa. Đó chính là Tờ Nú trong Rừng Sàn Nu. Thì Tờ Nú cũng là một cái nhân vật mà lớn lên trong cái tình yêu thương của người dân làng Soma. Thế nên cô mới nói với các bạn là ngày xưa khi mà chúng ta còn học Rừng Sàn Nu và các cái dạng bài của chúng ta còn phức tạp ấy, thì nếu mà người ta có hỏi A Phủ thì thường là người ta sẽ hỏi A Phủ trong cái sự tương quan so sánh với nhân vật Tờ Nú. Bởi vì nếu mà chỉ hỏi riêng về A Phủ thì cái đoạn trích trong sách giáo khoa nó không đủ hay. Chúng ta chưa đủ để viết sâu về nhân vật này. Nhưng khi mà so sánh A Phủ với Tờ Nú sẽ thấy có rất là nhiều những điểm tương đồng và đồng thời cũng có những cái điểm khác biệt để thể hiện được cái ngòi bút của từng nhà văn. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là chính nhờ cái việc là lớn lên trong cái tình yêu thương và sự chở che bao bọc của dân làng nên là A Phủ được nhận xét là một người khỏe mạnh này, dũng cảm này, bản lĩnh này và giàu lòng yêu thương. Là một chàng trai dũng cảm này, bản lĩnh này, khỏe mạnh này, yêu lao động này và giàu lòng yêu thương. Đó. Thì đấy là một vài những cái điểm mà chúng ta sẽ nhớ về nhân vật này và nhận xét được về nhân vật. Nếu như có cái đề nào mà người ta hỏi các bạn về nhân vật A Phủ thì các bạn nhớ lại về cái kỹ năng mà cô dạy này. Đấy là đối với cái dạng bài mà người ta liên quan tới nhân vật ở trong văn bản, thì trước khi các bạn đi vào phân tích cái vấn đề nghị luận hoặc cái đoạn trích mà người ta đưa ra cho các bạn, thì các bạn phải có một cái đoạn là đoạn khái quát về nhân vật đó. Rồi từ đó các bạn mới gì? Mới phân tích nhân vật trong cái đoạn trích hoặc trong cái vấn đề mà đề bài đang đề cập. Nhớ nhá, cái đấy đừng quên. Rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà phải có cái ý đó nhá. Đấy, thế thì đây là một trong những cái thông tin để nếu như mà ví dụ chúng ta làm đề về A Phủ chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể gì? Có thể sử dụng những cái thông tin này trong phần khái quát về nhân vật trước khi đi vào phân tích nhân vật.
Tiếp theo chúng ta cũng sẽ thấy là gì? Là A Phủ có một cái điểm cũng khá là giống với Mị, đúng không? Đó chính là A Phủ cũng trở thành nạn nhân của nhà Thùng Lý Pá Cha, cũng trở thành một người ở để gạt nợ, là nạn nhân của nhà Thùng Lý Pá Cha, trở thành một người ở để gạt nợ. Dù cái món nợ đấy nó có vô lý như thế nào, nhưng nó vẫn là một món nợ trong cái xã hội mà đầy rẫy những cái sự bất công, những cái sự vô lý như thế. Và cũng giống như là bị, dù có thể là cái nguyên nhân trực tiếp nó khác nhau, một người thì làm nàng dâu, một người thì là làm con nợ, nhưng mà gì, nhưng mà cả hai người đều là gì, đều là nạn nhân và phải chịu cái sự gọi là giam cầm của nhà Thùng Lý Pá Cha. Chúng ta lát nữa chúng ta đọc một vài những cái đoạn trích, các bạn cũng sẽ thấy rằng là gì, là bản thân A Phủ khi mà trở thành người ở để gạt nợ ấy, cũng giống như Mị, A Phủ cũng bị cúng trình ma để gì, để con ma nhà Thùng Lý nhận mặt một người ở mới, nhận mặt một nô lệ mới. Cái chi tiết cúng trình ma là một chi tiết mà xuất hiện hai lần trong tác phẩm này thôi, trong văn bản mà các bạn được học thôi. Thế nhưng mà nó cho thấy rất rõ về cái hủ tục trong xã hội phong kiến và cái việc mà người ta cứ tin một cách mù quáng vào những cái hủ tục như vậy. Người ta cứ tin là nếu mà bị cúng trình ma rồi thì không thể thoát khỏi cái căn nhà đấy nữa, phải sống đời đời kiếp kiếp trọn đời ở đây. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta nói một chút về 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 những cái yếu tố trong cái quá trình mà A Phủ phải trở thành nạn nhân. Thì cái nguyên nhân dẫn tới cái việc là A Phủ phải trở thành người ở để gạt nợ, nó không phải xuất phát từ cái việc là A Phủ hành động sai trái, không phải là xuất phát từ việc là A Phủ có một cái gọi là tội ác nào đấy, hay là phạm phải một cái lỗi lầm nào đấy về mặt đạo đức. Không phải là như vậy. Bởi vì sao? Cái nguyên nhân ở đây lại là bởi vì A Phủ đã đánh con của quan, mà cụ thể ở đây là đánh A Sử, con trai của Thống Lĩnh. Nguyên nhân là đánh A Sử. Như vậy là phần nào đấy các bạn sẽ thấy rằng là cái mối liên kết giữa A Phủ và Mị đã được hình thành bằng chính cái căn nhà độ tội ác đấy, bằng chính nhà Thống Lĩnh. Cả hai đều là nạn nhân, đều là nô lệ của căn nhà này, và cả hai đều gì, có lẽ đều có chung một kẻ thù trực tiếp, chính là A Sử. Chính cái sự hèn nhát, chính cái sự độc ác, chính cái sự kiêu căng và hống hách của A Sử đã khiến cho Mị, đã khiến cho A Phủ phải trở thành những nạn nhân của cái căn nhà này. Vì đánh A Sử, con trai nhà Thống Lý, vì thua trong cái đám sự kiện một cách vô cùng vô lý. Thế rồi A Phủ buộc phải trở thành gì? Phải trở thành con nợ, phải trả cái số nợ lên tới 100 đồng bạc. Mà rõ ràng cái số nợ đấy có làm đời này kiếp này, làm đến thế hệ con thế hệ cháu, làm đến những người sau cũng chẳng bao giờ có thể trả được hết. Một cái món nợ cộng dồn một cách cực kỳ vô lý, mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ cái đoạn sự kiện ấy. Các bạn sẽ thấy cái đoạn đấy nó vô lý vô cùng, và là một trong những đoạn thể hiện rất rõ cái ngòi bút phê phán tội ác của nhà văn Tô Hoài. Rõ ràng là gì? Rõ ràng là A Phủ là một người mà đứng về phía chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ dân làng, không cúi đầu trước cường quyền và thần quyền. Thế nhưng mà gì? Anh vẫn phải là nạn nhân của cái căn nhà ấy. Chúng ta có thể thấy rằng A Phủ khi mà bị bắt vào nhà Thùng Lý Pá Cha cũng giống như là bị A Phủ phải chịu đựng sự đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. A Phủ phải làm gì? A Phủ phải làm gần như là làm người ở, làm trâu làm ngựa cho nhà Thống Lý này. A Phủ phải lao động một cách rất là chăm chỉ này. Thế rồi cái thân phận của A Phủ thậm chí còn không bằng một con bò. Bởi vì sao? Bởi vì chính vì làm mất bò, bò bị hổ ăn, nên là A Phủ phải gì? A Phủ phải bị trói đứng vào cái cột. Và thậm chí là gì? Thậm chí là căn nhà ấy, những người lạnh lẽo và vô tình ấy định là để cho A Phủ bị trói đứng đến chết thì thôi. Rõ ràng thân phận con người ở thời kỳ ấy bị dày dúng không bằng cả một con vật. Và rõ ràng họ không có cái sự lựa chọn trong cái cuộc sống của họ. Thế nhưng các bạn sẽ thấy rằng ở buổi trước thì nhiều cũng có nhắc cái ý này, đấy là cái sự khác biệt giữa A Phủ và Mị ấy, đấy là Mị vì cái khoảng thời gian ở trong cái nhà Thống Lý Pá Cha ấy, nó rất là dài rồi. Mà các bạn biết là khi cái khoảng thời gian dài, khi những cái việc gì nó cứ lặp đi lặp lại, nó trở thành thói quen. Và khi nó trở thành thói quen, chúng ta coi đó là một điều bình thường, chúng ta sẽ chấp nhận nó và chúng ta không còn cái khao khát là tôi phải vượt qua khỏi cái điều đấy nữa. Thì vì cái thời gian đấy nó quá lâu nên Mị bị gì? Mị không chỉ bị giam cầm về thể xác mà Mị còn bị giam cầm về mặt tinh thần nữa, đúng không nào? Chúng ta đã thấy điều này rất rõ. Nhưng cái khác biệt của A Phủ ấy, đấy là
Á phủ chỉ bị giam cầm về thể xác thôi, còn á phủ không hề bị giam cầm về tinh thần. Có thể là cái khoảng thời gian này nó còn quá ngắn, nên là cái sự quả cảm, cái bản lĩnh và cái gan dạ, cái không sợ cường quyền và thần quyền nó vẫn hiện ra rất là rõ ràng trong những cái hành động của A Phục, thể hiện qua cái việc mà bị đánh thì vẫn im như tượng đá, không hề kêu kêu la. Thế rồi bị trói thì chấp nhận, chỉ là bất lực vì không thoát ra được thôi. Và khi được cởi trói thì ngay lập tức vùng lên, không cần phải đấu tranh, không cần phải suy nghĩ. Tại sao không cần đấu tranh? Bởi vì cái lòng tin của A Phủ và cái khao khát tự do của A Phủ chưa bao giờ mất đi. Mị phải đấu tranh là đúng, bởi vì mị đang giam cầm về tinh thần. Nhưng A Phủ không cần đấu tranh là bởi vì bản thân A Phủ đã tự do về tâm trí. A Phủ chỉ cần cắt cái sợi dây mây là A Phủ chạy được, còn mị thì lại khác. Đó, thế nên các bạn sẽ thấy rằng là mặc dù là cùng cái hoàn cảnh đấy, nhưng những cái yếu tố khác tác động khiến cho là A Phủ và mị cũng có những cái sự khác biệt nhất định. Chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy rằng là chính qua cái việc mà A Phủ đây, trong cái quá trình này chúng ta nhận ra một điều, đó là A Phủ chỉ bị giam cầm về thể xác, không bị giam cầm về tinh thần. Tinh thần là như thế nào? Nó là luôn đứng về phía chính nghĩa, không cúi đầu trước cường quyền và thần quyền. Thì các bạn sẽ thấy là Tô Hoài thậm chí là không khắc họa cái nỗi sợ của nhân vật A Phủ trong cái buổi sự kiện khi bị đánh, hay là trong cái trận đánh nhau với A Sử. Chúng ta không thấy nỗi sợ của A Phủ. Chúng ta chỉ thấy duy nhất một lần anh yếu đuối, đó là cái giọt nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại trong cái đêm mùa đông ấy. Anh nhưng lúc đấy anh khóc là bởi vì sao? Là bởi vì xung quanh không có người nhà thống lý. Còn các bạn sẽ thấy là trước người nhà thống lý, A Phủ luôn luôn bình tĩnh và luôn luôn mạnh mẽ. Bởi vì nếu cúi đầu, nếu rơi nước mắt, nếu sợ hãi, khác gì anh thể hiện rằng là mình chịu thua cái thế lực ấy. Nhưng không, A Phủ không bao giờ chịu thua. A Phủ luôn đứng về phía chính nghĩa. A Phủ sẵn sàng không cúi đầu trước cường quyền và thần quyền. Trong cái đoạn chữ nhỏ mà chúng ta đọc ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là có một vài những cái dẫn chứng cho thấy rằng là bản thân A Phủ ấy, thì từ nhỏ ấy, đã là một đứa trẻ mà vô cùng gan dạ, thậm chí là gan dạ đến mức mà bướng bỉnh. Khi mà hồi nhỏ bị bán xuống cánh đồng thấp, thì A Phủ lại còn trốn lên núi cao để có thể thoát khỏi cái cuộc sống mà không có sự tự do. A Phủ thà nghèo, thà khổ, thà phải lao động vất vả, còn hơn là phải sống một cái cuộc sống mà làm nô lệ cho nhà người khác. Điều này giống ai vậy? Giống chính cô Mị của chúng ta. Họ đều là những người trẻ trung, họ đều là những người yêu tự do, họ đều là những người mà sẵn sàng làm mọi cách để có thể có được một cuộc sống là của riêng mình. Chỉ có điều là Mị trong cái khoảng thời gian bị đày đọa với tinh thần quá lớn trong suốt cái những cái năm dòng đấy, thì Mị đã dần dần để cái điều đấy lụi tàn mất đi, ngủ quên mất đi mà thôi. Còn với A Phục thì điều đó vẫn luôn luôn hiện diện. Điều đó, cái tinh thần ấy, nó luôn luôn là một cái kim chỉ nam vô cùng mạnh mẽ để A Phục đi con đường mà mình đã lựa chọn và không run sợ dù là đối diện với cái thế lực độc ác đến như thế nào đi chăng nữa. Giống như hôm trước cô còn nói với các bạn về cái chi tiết mà A Phủ đang rất là đau, nhưng mà khi mà bị cắt cái dây mây cái thì A Phủ vùng lên chạy đi ngay, quên đi cả cơn đau. Đấy là gì? Đấy là cái khao khát tự do nó quá lớn rồi. Người ta phải sử dụng tinh thần làm điểm tựa, chứ lúc này thì cái nỗi đau của thể xác nó không còn là cái gì nữa. Có tinh thần, có khát vọng sống và tình yêu tự do mãnh liệt. Một vài ý về A Phủ như vậy. Lát nữa chúng ta đi sâu vào cái đoạn sự kiện nhé. Một cái câu nữa mà cô muốn hỏi các bạn, đó là theo các bạn, ít nhất là trong đoạn trích chúng ta được tìm hiểu, trích từ truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, thì ý nghĩa của nhân vật A Phủ với nhân vật Mị là như thế nào? Mời các bạn bình luận nào. Theo các bạn, nhân vật A Phủ có ý nghĩa như thế nào đối với nhân vật Mị? Nhân vật A Phủ có tác động như thế nào đối với nhân vật Mị? Nếu không có A Phủ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mời các bạn bình luận để chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến khác nhau. A Phủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Mỹ?
Câu hỏi này thì cô nghĩ rằng chắc cũng không làm khó các bạn đâu. Mỗi các bạn sẽ có những cái góc nhìn riêng và có những cái sự cảm nhận của riêng mình. Mặc dù là hôm nay chúng ta mới nói riêng với nhân vật A Phục, nhưng mà bản chất trong cái quá trình chúng ta tìm hiểu với cô Mị và các cái đoạn trích quan trọng trong trong cái văn bản in trong sách giáo khoa là chúng ta cũng đã cảm nhận được về cái ý nghĩa của nhân vật này đối với nhân vật Mị rồi, đúng không nào? Bạn Nhật Quang có chia sẻ là người cùng Mị vượt qua bóng tối, cùng nhau kiến tạo ánh sáng. A Phủ là người khơi dậy lòng trắc ẩn của Mị. Bạn Hiểu Băng, A Phủ giống như một tác nhân giúp Mị khơi dậy khát vọng sống tiềm tàng mãnh liệt. Rồi, các bạn bắt đầu có những ý đúng rồi đấy. Các bạn khác thì sao? Chúng ta hãy cùng bình luận thêm nhé. Các bạn sẽ thấy là cái điều đầu tiên mà chắc chắn là chúng ta đều cảm nhận được đó là A Phủ chính là tác nhân khơi dậy cái lòng trắc ẩn tưởng chừng đã ngủ quên trong cô Mị. Cái này chúng ta cũng đã nói rất kỹ ở cái gì, ở những cái chi tiết trong đêm đông cứu A Phục rồi, đúng không nào? Chúng ta nhận ra được điều đó. Thế rồi không chỉ là khơi dậy lòng trắc ẩn mà A Phục còn là tác nhân để khơi dậy gì nữa, chính là cái khát vọng sống tiềm tàng mãnh liệt, khơi dậy khát vọng sống tiềm tàng mãnh liệt. Bạn Vinh Vinh Hiển có bình luận A Phủ là người cứu rỗi cuộc đời của Mị, nhờ có A Phủ mà Mị đã thoát được khỏi cường quyền, tiền quyền, thần quyền nhà Thống Lý để đi tìm sự tự do. À, chúng ta có thể thấy rằng là A Phủ với cái hành động là vùng lên và quật chạy đi cho chúng ta thấy là gì, cho chúng ta thấy rằng là dường như A Phủ là một tấm gương của lòng khao khát tự do để Mị soi chiếu vào đó. A Phủ không chỉ giúp Mị soi vào cái nỗi đau của mình mà A Phủ còn giúp Mị soi vào chính cái khát vọng tự do vô cùng lớn mà cô đã từng gì quên mất. Thì vậy chúng ta có thể thấy rằng là A Phủ tạo nên một tấm gương để Mị soi chiếu. Đầu tiên là Mị soi chiếu gì? Đầu tiên là Mị nhìn thấy nỗi đau, nhìn thấy hoàn cảnh bất hạnh của mình trong vòng nước mắt của A Phủ. Bởi vì họ đều là nạn nhân của nhà Thống Lý. Rồi bị nhìn thấy gì nữa? Bị còn tìm thấy chính bản thân mình trong cái khát vọng tự do cháy bỏng của người đàn ông xa lạ. Đau đến mấy, A Phủ vẫn vùng lên để chạy. Điều chính cái hành động đấy, nếu mà các bạn tưởng tượng là nếu mà A Phủ phân vân hoặc là A Phủ mệt quá ngã xuống thì làm sao bị dám chạy. Chính cái việc A Phủ vùng lên và chạy đi, băng đi trong đêm cũng là một trong những tác nhân để cô Mị sẵn sàng tìm về phía của ánh sáng. Bạn Diễm Phương có bình luận A Phủ như bóng dáng Mị ngày xưa, cô gái luôn khao khát một cuộc sống tự do. Bạn Thiên Kim, nếu không có A Phủ, Mị sẽ không thể nào tự mình giải thoát nơi giam cầm mình cả về thể xác và tinh thần. Nhờ có A Phủ, Mị đã sống dậy khao khát tự do, dứt khoát rời khỏi nhà Thống Lý bá cha. Ta có thể nói rằng A Phủ bên cạnh việc tạo nên một tấm gương để Mị soi chiếu, còn là gì? Còn tạo nên một động lực lớn lao để từ ý thức, từ suy nghĩ Mị biến thành hành động. A Phủ là nguồn động lực lớn lao. Để từ suy nghĩ, ý thức, Mị quyết tâm hành động. Nếu như Mị không cứu A Phủ thì không bao giờ Mị cứu được chính mình. Bạn Kim Anh, A Phủ giống như một chất xúc tác khơi dậy mong muốn sống trong Mị, là người cùng đồng hành với Mị trong quá trình đi kiến tạo cuộc sống mới tươi đẹp hơn, có sự tự do và hạnh phúc. Bạn Thu Uyên, A Phủ là chiếc gương phản chiếu cho sự bất công mà Mị đang phải chịu đựng, điều mà có lẽ nếu chỉ tự Mị chịu đựng, Mị sẽ không nhận ra. Bạn Thu Thùy, em nghĩ là khi Mị nhìn thấy A Phủ luôn cố gắng vươn lên để có thể tự do, thì Mị đã nhận ra là trước đây bản thân Mị cũng có khát vọng được tự do ấy, để Mị có thể có thêm tinh thần và thực hiện được khát vọng của mình. Chính xác. À, có nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có một số những cái ý được rút ra như thế này. Bạn nào mà có quan điểm được chúng ta cứ bình luận nhé. Đó, thế nên là ở đây các bạn sẽ thấy là một cái ý nữa mà cũng có bạn đã bình luận chính xác, đó là A Phủ chính là người sẽ cùng Mị đi từ bóng tối ra ánh sáng. Ok.
Cùng bị đi từ bóng tối ra ánh sáng. Chính cái việc mà A Phủ sẽ cùng mị đi từ bóng tối ra ánh sáng, nó sẽ thể hiện rất rõ gì? Nó sẽ thể hiện rất rõ quan điểm và niềm tin của Tô Hoài vào sức mạnh của tình yêu thương. Niềm tin của người cầm bút vào sức mạnh của tình yêu thương ở đời. Ta thấy rất rõ một điều như thế này. Đó là khi con người ta bơ vơ, cô đơn, trơ trọi, lạc lõng, con người ta sẽ không có định hướng rõ ràng. Con người ta sẽ không dám cất bước đi, hoặc con người ta sẽ đi một cách vô định. Giống như Lưu Quang Vũ có sử dụng những từ ngữ rất hay, như lá thư không địa chỉ, như con thuyền không than. Đúng không? Chúng ta sẽ không tìm thấy một cái đích đến, một cái mục tiêu nào cả. Nhưng khi chúng ta có một người bạn đồng hành, khi chúng ta có một cái bờ vai để nương tựa, thì câu chuyện sẽ khác. Điều này chúng ta cũng sẽ thấy rất rõ khi chuẩn bị từ tuần sau chúng ta chuyển sang vợ nhặt, thì các bạn cũng sẽ thấy cái sức mạnh của tình yêu thương nó cũng sẽ được bộc lộ trong ngòi bút của nhà văn Kim Lân. Chúng ta có thể bình thêm: nếu như ta chỉ cô đơn, bơ vơ, một mình giữa dòng đời, chúng ta sẽ vô cùng lạc lõng và yếu đuối. Nhưng khi ta tìm được một người đồng hành, một bờ vai để nương tựa, ta sẽ thêm mạnh mẽ để tạo nên những ánh sáng rực rỡ nhất mà ta luôn trông đợi. Rõ ràng bản thân Mị cũng đã từng nỗ lực để tạo nên ánh sáng. Nhưng trước đó thì cái hành động của Mị chỉ đều là những hành động tạo nên ánh sáng rất là bé nhỏ. Đó là gì vậy? Đó là sắn một miếng mỡ bỏ vào cái đèn cho sáng hơn. Đó là ngồi hơ tay, hơ lưng, sưởi lửa, ngày nào cũng sưởi để giữ cái ngọn lửa bên ngoài và giữ cái ngọn lửa bên trong. Nhưng đến đây thì dường như tôi hoài khẳng định với chúng ta rằng cái ngọn lửa lớn nhất nó phải là gì? Nó phải là tình yêu thương, là khát vọng sống bên trong mỗi trái tim. Nếu các bạn không có những cái điều đấy thì kể cả xung quanh các bạn có ngập tràn ánh sáng thì tâm trí và trái tim của chúng ta vẫn lạc trong đêm tối mà thôi. Bạn Tú Uyên có chia sẻ: A Phủ và Mị, hai con người đau khổ không hẹn mà gặp nhau tại nhà thống lý trong đêm đông, nơi núi cao lạnh lẽo. A Phủ sẽ là nguồn động lực, là sự đồng cảm để hai người dắt nhau ra ngoài ánh sáng, thoát khỏi sự thống trị của cường quyền và thần quyền. Chúng ta cũng có đặt ra một cái giả thuyết với nhau. Nếu như mà đêm đông ấy mà Mị không cứu A Phủ thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là số phận của họ sẽ không khác gì với Lão Hạc, với Chí Phèo, với những nhân vật bất hạnh của xã hội, của văn học trước năm 1945. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như Mị không cứu A Phủ thì Mị sẽ chấp nhận ở trong cái căn nhà đấy đến khi nào chết thì thôi. Còn A Phủ cũng sẽ bị chết đứng, đúng không? Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết, yêu gì cũng chết thôi. Thế nên là gì? Và hay là kể cả là Mị cắt cái sợi dây mây xong A Phủ chạy đi nhưng Mị vẫn ở lại, tức là họ vẫn đi, họ vẫn không đi chung một con đường ấy, thì cái kết cục có thể là A Phủ sẽ tìm thấy ánh sáng, nhưng Mị thì sao? Mị cũng sẽ đối mặt với cái chết chắc chắn đang chờ đợi. Thế nên là chỉ có cùng với nhau họ mới có thể kiến tạo nên một cái cuộc hành trình rực rỡ nhất. Chỉ có thể cùng với nhau họ mới có thể lan tỏa niềm hy vọng và tạo nên những cái cuộc sống mới, những cái lối thoát mới. Thế nên là ở trong câu chuyện này, nhà văn Tô Hoài không chỉ thể hiện những cái biểu hiện của giá trị nhân đạo như đồng cảm với số phận bất hạnh của con người, ngợi ca vẻ đẹp của con người, tố cáo phê phán xã hội, mà còn có một điều đấy rất quan trọng nhà văn đã thể hiện, đó chính là đồng tình với khát vọng giải phóng của con người. Có thể thấy còn được thể hiện rõ đồng tình với khát vọng giải phóng. Đây cũng là một cái gọi là mảng đề tài rất là quan trọng của nhà văn Tô Hoài ở giai đoạn này, khi mà ông viết về cái khát vọng giải phóng của con người và ông thể hiện cái sự trân trọng, cái niềm kính phục và thực sự là đồng tình với cái khát vọng của họ. Ông tin rằng là con người chúng ta không xứng đáng phải sống một cái cuộc sống bất công. Như vậy có thể thấy rằng là nhân vật A Phủ là cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng, đúng không nào? Kể cả là trong cái đoạn trích này mà chúng ta được học trong sách giáo khoa ấy, thì nhân vật Mị là nhân vật chính hơn. Nhưng nếu không có A Phủ
thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ được gặp một cô mị rực rỡ nhất như thế. Có thể nói rằng là các cái mối quan hệ mà các bạn có trong đời sống ấy, nó sẽ là một trong những cái phần rất là quan trọng đối với các bạn. Có thể là có nhiều người trong số chúng ta thích một cái cuộc sống mà một mình, tự lập, rồi khép kín và không muốn giao tiếp nhiều với ai. Nhưng không biết là quan điểm của các bạn như thế nào, nhưng mà cá nhân cô thì nghĩ rằng là kể cả những người khép kín nhất cũng sẽ cần một cái mối quan hệ dành riêng cho mình. Và các cái mối quan hệ các bạn có trong đời, từ tình yêu đến tình bạn ấy, nó sẽ là một trong những cái động lực để các bạn có thể hoàn thiện bản thân mình. Thế nên là gì? Thế nên là mới phải chọn, chọn bạn mà chơi, chọn người để yêu, bởi vì họ sẽ là những người tác động đến các bạn nhiều nhất. Nếu như mà cái người ở bên cạnh các bạn làm cho các bạn trở nên tiêu cực đi, thì đấy sẽ là người mà các bạn không nên bước cùng. Còn các bạn ở cạnh ai, chơi cùng ai mà các bạn thấy là các bạn tốt dần lên qua thời gian, các bạn thấy mình tích cực hơn, vui vẻ hơn, thì đấy là những cái sự tác động tốt. Thế nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái mối quan hệ với A Phủ là một trong những cái món quà tuyệt diệu nhất mà Mị có. Nhưng đương nhiên cái món quà đấy không phải là từ trên trời rơi xuống, mà nó do Mị tự nắm lấy, do Mị tự tạo ra, do cái khát vọng bên trong Mị và tình yêu thương bên trong Mị quá lớn.